Cuối cùng thì mình cũng đã được trên tay cái chiếc Realme 11 5G này các bạn nha. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Trước khi đi vào chi tiết video thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông để tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ kênh Admin Kha nhé. Trước là mình có trên tay cái phiên bản là Realme 11 Pro Plus này, hoặc là Realme 11 4G. Và trong đó thì cái con Realme 11 4G mình thấy là thiết kế của nó không thật sự là quá đẹp, nó không có ăn nhập gì tổng thể với lại bộ ba Realme 11 cả. Và cuối cùng đến bây giờ thì mình cũng đã được trên tay cái chiếc Realme 11 5G này, với cái form thiết kế là nó ăn nhập với lại cái con Realme 11 Pro Plus hơn. Và chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một cái thiết kế mặt lưng rất là đẹp, cực kỳ bắt mắt, đặc biệt là với cái phần tông màu cam này. Mặt lưng thì nó sẽ sử dụng cái chất liệu là giả da các bạn nhé, và khung viền là khung viền phẳng luôn. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái màn hình mặt trước. Nếu như mà xét ở trong cái tầm tiền khoảng 3,5 triệu thì đây là một cái thiết kế nhìn chung ổn, không quá xấu và cũng không quá ấn tượng. Con này thì nó sử dụng cái thiết kế đục lỗ rồi, và chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần viền dưới nó hơi dày hơn một tí. Và nếu bạn nào mà muốn có một cái thiết kế gọi là nó chuẩn flagship, viền nó mỏng hơn, nó đẹp hơn, thì có thể là bỏ thêm khoảng 300.000 nữa thôi đã có thể là mua được cái chiếc Redmi Note 13 rồi. Đây là phiên bản sách tay các bạn nhé. Thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái thiết kế không khác gì một cái chiếc máy flagship cả. Còn đối với lại cái chiếc Realme 11 5G này thì cái điểm mà chúng ta có thể thấy bắt mắt nhất đó chính là ở cái phần mặt sau với phiên bản màu cam ở đây. Khung viền thì tất nhiên nó chỉ được làm từ nhựa thôi, nhưng mà nó là theo cái dạng là nhựa bóng, nên là khi cầm cảm giác như nó là một cái khung viền kim loại vậy, có mức độ hoàn thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì mình cũng chưa đánh giá cao một tí về cái khoảng là cái phần cạnh mặt lưng này nó sẽ hơi sắc. Thành ra là khi mà trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn nên mang cái ốp lưng này vào. Bên trong hộp thì cũng có sẵn cái ốp lưng để mà chúng ta có thể lắp vào luôn các bạn nhé. Cái ốp này thì nó được thiết kế để mà nó lùi hơn so với cái phần màn hình, nên là khi mà các bạn có thả rơi xuống ấy thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng bởi cái màn hình bên trong. Rõ ràng là trong cái tầm tiền khoảng 3,5 triệu đã có một cái màn hình AMOLED, Super AMOLED như thế này thì nó là một cái điểm cộng rất lớn rồi. Màu sắc tươi, nịnh mắt, mà với cái tông màu của Realme ấy, thì nó đi theo hướng là rực rỡ, nó giải trí nhiều hơn. Cho nên là nhiều người dùng phổ thông khi mà thấy màn hình của cái chiếc Realme 11 này thì chắc chắn là sẽ ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi. Đi kèm với đó là độ phân giải cũng là Full HD. Với tần số quét 90Hz thì đây cũng là một cái mức ổn để mà chúng ta có thể là cảm nhận được cái độ mượt khi mà thao tác trên một cái màn hình như thế này. Và độ sáng thì cũng lên tới là 1000 nits, khá là sáng, đủ để mà chúng ta có thể nhìn ngoài trời ở thời điểm hiện tại. Còn về phần hiệu năng thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con chip là Dimensity 6020. Đây là một con chip nó cũng xem so với lại con Dimensity 6080 có trên cái chiếc Redmi Note 13 vậy. Và tất nhiên là con chip này nó sẽ có hỗ trợ công nghệ 5G rồi. Điểm đặc biệt mình thấy rất thích chiếc máy này đó chính là nó có một cái option bộ nhớ rất là thoải mái, xét ở trong tầm tiền 3,5 triệu thời điểm hiện tại. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Với mức hiệu năng trên cái con chip Dimensity 6020 này thì thao tác chuyện thường ngày thì nó quá là đơn giản rồi. Còn khi mà chơi game thì mình cũng đánh giá là nó ở một cái mức ổn. Đây không phải là một cái mức hiệu năng cao, nhưng cũng không phải là một cái mức hiệu năng yếu xét với một cái chiếc máy thuộc thị trường nội địa xách tay như thế này. Tuy nhiên các bạn cũng yên tâm rằng là con này nó sẽ được cài sẵn ROM tiếng Việt quốc tế luôn. Mua về là các bạn sẽ không sợ là bị trễ thông báo này, không sợ là bị lỗi định vị này, cũng như là có sẵn tiếng Việt. Tiếng Việt thì với những dòng máy Realme kể cả ROM nội địa nó cũng có là tiếng Việt luôn. Nhưng khi đã cài ROM quốc tế rồi thì nó sẽ khắc phục được hai cái điểm yếu triệt để là trễ thông báo cũng như là định vị. Và tại sao là ROM nội địa thì thường nó sẽ bị trễ thông báo và nó bị lỗi định vị? Thứ nhất, đó chính là với những cái ROM nội địa nó chỉ cấp chứng chỉ đầy đủ cho những cái ứng dụng thuộc thị trường nội địa thôi, những ứng dụng đến từ Trung Quốc. Đấy, còn khi mà chúng ta cài những ứng dụng global quốc tế thì nó sẽ không có cấp chứng chỉ đầy đủ để mà có thể là được cập nhật thông báo kịp thời. Thành ra là khi mà các bạn sử dụng những ứng dụng global như là đến từ Google này, đến từ Facebook này thì nó sẽ là bị trễ thông báo, điều này nó là hiển nhiên. Và cái thứ hai ấy, là ROM nội địa thì nó sẽ bắt với một cái vệ tinh Trung Quốc để mà sử dụng trên những cái ứng dụng bản đồ Trung Quốc. Nên khi mang về thị trường Việt Nam, cái ROM nội địa này nó vẫn sẽ kết nối với lại cái vệ tinh nội địa. Nhưng ứng dụng bản đồ chúng ta dùng giờ nay không phải là ứng dụng bản đồ nội địa nữa, mà là ứng dụng quốc tế như là Google Maps các kiểu này kia. Thành ra là nó không có ăn khớp được với nhau. Đấy, đó là lý do vì sao mà nó sẽ định vị không quá là chính xác là như thế. Và cái ROM quốc tế mà điện thoại hay cài miễn phí cho các bạn ấy thì nó sẽ là Realme UI 4.0 được tùy biến trên Android 13 gần như là mới nhất. Thì mình thấy là cái giao diện Realme này nó rất là mượt mà và nó ổn định rồi.
Oppo hay là Realme thì thường cái giao diện của họ nó gần như là không có lỗi vặt đâu các bạn à. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một cụm camera mình thấy cũng rất là chất lượng. Về mặt số lượng thì nó không quá nhiều, nó chỉ có hai cảm biến thôi. Tuy nhiên thì cái cảm biến chính của cái con này là có độ phân giải 64 megapixel và mình thấy là cái sự đầu tư của Realme cho cái camera trên chiếc máy này khá là chỉnh chu các bạn nhé. Về mặt chi tiết cũng như màu sắc trong cái điều kiện đầy đủ sáng thì mình thấy là nó làm tương đối tốt đấy. Mặc dù thời tiết có phần là âm u nhưng mà bức ảnh cho ra vẫn khá là sáng này, chi tiết lên nét và màu sắc nó hơi hướng là trung tính, phù hợp để mà chúng ta cũng có thể là sử dụng để mà chỉnh sửa trước khi mà up lên mạng xã hội. Thứ hai là trong điều kiện thiếu sáng, đây là cực kỳ thiếu sáng luôn các bạn nhé. Thì khi mà mình chụp với camera thường các bạn sẽ thấy là bức ảnh nó tối và cái thứ hai nó sẽ bị noi. Nhưng khi các bạn chuyển sang cái chế độ là chụp đêm thì ngay lập tức bức ảnh nó sẽ sáng hơn, chi tiết nó tốt hơn và nó khử noi sạch sẽ so với lại bức ảnh chụp bằng chế độ thường. Đó, và cái thời gian chờ thì cũng nhanh lắm các bạn à. Mặc dù là trong điều kiện rất là tối các bạn nha, mình xin xác nhận đây là một cái điều kiện rất là tối, nhưng mà chờ thì chỉ mất tầm khoảng là một giây, hơn một giây thôi là nó cũng đã xử lý xong rồi. Đấy. Về phần camera selfie thì cũng khỏi phải nói, khi mà trong điều kiện đầy đủ sáng chắc chắn là cái chiếc máy này nó cho ra được một cái chất lượng chụp ảnh rất là tốt. Khi mà Realme thì nó sẽ thừa hưởng từ cái phần mềm làm đẹp của Oppo, vừa tươi tắn vừa có sức sống. Nói chung là selfie trên những thiết bị Realme Oppo là nó quá tự tin rồi. Về phần loa thì chiếc máy này nó chỉ có loa đơn thôi các bạn nhé, và chất lượng mình đánh giá ở mức trung bình, không có gì quá ấn tượng, nhưng nó vẫn sẽ có một cái jack tai nghe 3.5 để mà các bạn muốn nghe nhạc hay hơn, mua một cái chiếc tai nghe bây giờ tầm khoảng 150-200 nghìn thôi là nó đã cho một cái trải nghiệm nghe nhạc cực kỳ hay rồi. Và ngoài ra nó cũng có luôn cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình, 3.5 triệu đã có cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình thì cũng là một cái điểm rất là sáng của cái chiếc máy này. Pin có dung lượng là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 33W. Cũng là một cái combo rất là chuẩn ở trong tầm tiền này, không hơn không kém các bạn nhé. Tầm tiền này thì chủ yếu là một là 18W là những cái con bán đắt này, hoặc là cùng lắm là 22.5W. Đấy, còn với những cái chiếc máy như là Realme hoặc là Xiaomi thì nó sẽ luôn luôn ở một cái công suất là 33W. Và với tầm tiền khoảng 3.5 triệu, đây là cái sự lựa chọn số 1 rồi. Còn nếu mà muốn là có một cái thiết kế nó đẹp hơn, nó toàn diện hơn, nó chuẩn flagship hơn thì bỏ thêm 300 nghìn nữa là chúng ta sẽ có cái chiếc Redmi Note 13 thôi. Chiếc máy đó thì cũng được cài ROM quốc tế, có tiếng Việt sẵn, cái thứ này kia là mua về chỉ có dùng luôn thôi. Đấy, cực kỳ yên tâm tại điện thoại hay như thế, và cam kết là không có bán máy demo các bạn nhé. Phát hiện ra máy demo ngay lập tức sẽ là hoàn tiền và tặng máy. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.